Dạ, em xin chào quý cô chú anh chị. Chúc quý cô chú anh chị ngày mới luôn vui vẻ và thành công trong công việc ha. Thì hôm nay kênh của em sẽ giới thiệu tới quý cô chú anh chị là một căn nhà có diện tích là 3,3 nhân cho 14 m, đường 1A, ấp 1A Vĩnh Lộc B Bình Chánh nha quý anh chị. Thì nhà này được xây là một trệt một lầu. Nhà này thiết kế rất là đẹp nha. Có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và một sân phơi ở phía tầng trệt nha quý anh chị. Thì nhà này là nhà hướng Tây. Thì chủ đang rao bán với giá là 1 tỷ 550 triệu ha. Cái này là bớt lọc coi nha quý anh chị. Đây. Thì hẻm trước nhà là hẻm 4 mét ạ. Thì bây giờ em sẽ mời quý anh chị đi vào bên trong để em giới thiệu kỹ hơn ạ. Thì này là phòng khách nè quý anh chị. Do hiện tại là nhà mới sơn sửa lại á, nên đồ để cũng hơi bừa bộn nha quý anh chị. Này, thì lớp cửa ngoài là lớp cửa kiến cường lực nha quý anh chị. Nhà này xây rất là kiên cố. Chủ lúc xưa thiết kế cũng rất là đẹp nha quý anh chị. Nhà thiết kế gọn gàng. Đó, xây rất là chắc chắn ha. Đây ở trên chỗ mấy cái thanh mà sổ xuống ngay cầu thang quý anh chị thì chủ có để mấy miếng kiến để mình trưng bày ví dụ như rượu hay gì đó quý anh chị thì mình để lên đó ha. Rồi, phòng khách thì cũng rất là thoáng mát ha. Rất là thoáng nha quý anh chị. À, dưới phòng khách sẽ là cái cầu thang. Đó thì mấy cái bọc gỗ nó sẽ có cái mấy miếng kiến đó quý anh chị. Đó thì mình để rượu hay trưng bày hoa hay là bình hoa gì nha. Ở dưới cầu thang sẽ có một cái tủ, tủ nhỏ để quý anh chị có thể để những cái đồ mình không có xài đến đó quý anh chị. Đó thì mình cắt ở bên trong đó. Cầu thang thì làm rất là chắc chắn nha. Đây toilet thì ở phía dưới cầu thang. Nó sạch sẽ, gạch thì ốp lên cao luôn nha quý anh chị. Tại nhà nó mới vừa sơn sửa lại nên nó hơi bừa bộn xíu ha. Đây phía dưới nhà vệ sinh sẽ là bếp. Thì bếp chủ đã làm sẵn kệ bếp trên kệ bếp dưới rồi. Cái này là của chủ trước luôn nha quý anh chị. Đây rất là đẹp ha. Tủ thì tủ kiến luôn. Ở dưới thì làm bằng nhôm thôi. Rất là đẹp. Và phía dưới bếp nữa sẽ là cái sân phơi của anh chị. Thì chỗ này quý anh chị có thể làm ví dụ như chỗ rửa chân hay là cái gì đó ở ngoài phía sau đây cũng được ha. Chỗ phơi đồ nè. Đó. Rất là tiện nha quý anh chị. Ở dưới này thì mình để luôn cái máy giặt ở ngoài nè. Đó, cái chỗ đó mình để máy giặt cũng được ha. Quá tiện lợi luôn quý anh chị. Nhà mà tầm giá 1,5 tỷ mà thiết kế vậy là quá đẹp rồi. Tại cái này là rất là chủ rất là kỳ công nha quý anh chị. Thì lúc xưa chủ xây nhà lên á, quý anh chị nhìn nhà không biết tâm huyết rồi. Còn những người mà xây nhà bán á, nhìn nó rất là đơn giản ha. Trần cũng cao ráo thoải mái nha. Nó đã cao hơn đường rồi nha quý anh chị. Về thì mình không cần nâng nền nha. Nền đã cao sẵn rồi. Thì bây giờ mời quý anh chị lên lầu trên ha. Đây, bước lên cầu thang thì phía bên trái sẽ có một cái phòng ngủ. Đây, đây là phòng ngủ. Thì cái toilet nhà vệ sinh thì cũng được đặt ở giữa nhà nha quý anh chị. Nó giống như ở dưới tầng trệt vậy. Đây là phòng phía sau. Đó, sơn sửa lại rất là mới ha. Thạch cao cũng rất là mới nha quý anh chị. Rồi, mình đi di chuyển dần lên trên. Đây thì toilet nằm phía bên phải. Thì diện tích toilet này là to nhà vệ sinh này quý vị thì nó cũng bằng cái nhà vệ sinh dưới ha. Thì cũng đầy đủ hết rồi. Mình về mình cũng không cần sắm thêm cái gì nữa. Rồi, tiếp theo sẽ là cái căn phòng phía bên ngoài. Thì phòng này là nằm bên ngoài ban công luôn nha quý anh chị. Đây phòng này thì rộng hơn phòng kia nhiều ha. Rất là đẹp nha quý anh chị. Bên ngoài nhìn cái bên ngoài căn nhà cũng rất là xinh ha. Tại chức chủ thiết kế căn nhà này để ở đó quý anh chị, ở một thời gian dài á. Nên nhà thiết kế theo ý của chủ nhà thì rất là đẹp ha. Bên ngoài nhìn trông rất là xinh quý anh chị, nó giống y như kiểu là nhà ở bên nước ngoài vậy.
Giờ đây, đây là cái hẻm trước nhà bên trái, nó cũng là nó thoáng lắm nha quý anh chị. Nó chỉ rào sơ lại thôi chứ không phải là bịt kính hay là xây tường ha. Còn này là cái hẻm bên trước, hẻm trước nhà thì 4 mét. Nhà này hướng Tây quý anh chị thì cũng tuy có nhà trước nhà nên cũng không có nắng lắm nha. Rồi thì em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Quý anh chị nào yêu mến kênh thì cho em lượt đăng ký kênh ạ. Quý anh chị nào có nhu cầu quan tâm thì cứ điện thoại trực tiếp số điện thoại của em nha. Dạ em xin cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau.